Kính thưa đại chúng, hôm nay là tối thứ bảy ngày 4 tháng 9 năm 2021. Chúng ta đang ở tại tu viện Trúc Lâm để có một ngày tu học với nhau theo chương trình hàng tháng. Và chúng ta cũng đang ở trong mùa Vu Lan, còn có những một vài ngày nữa là xong chương trình mùa Vu Lan báo hiếu. Tối nay đại chúng có khỏe không? Bây giờ chúng ta tiếp tục học kinh Đại Bi với chủ đề là trách nhiệm Phật trao. Chiều nay kỳ thứ 15. Phải không con? 14 hả? À, chiều nay kỳ thứ 14. Hôm nay mình học qua phẩm mới. Phẩm này có tên là Hộ Trì Chánh Pháp. Hôm rồi mình học phẩm Ca Diếp rồi, bữa nay mình học qua phẩm thứ sáu tên là Hộ Trì Chánh Pháp. Chữ hộ á là mình bảo hộ, take care, protect. Chữ trì là gìn giữ. Chánh pháp á, tức là những cái pháp nào nó chân chánh. Ngày hôm nay mình sẽ, trước khi mình bắt đầu học phẩm mới, mình học hai chữ chánh pháp. Thưa đại chúng, theo đại chúng nhớ là Phật pháp có chia làm ba thời kỳ: chánh pháp, tượng pháp, mạt pháp. Ở đây là các vị chia Phật pháp ra, tức là giáo pháp của Phật có ba thời kỳ. Thời kỳ chánh pháp á, chữ chánh ở đây á, còn tượng trưng cho, còn có cái nghĩa là chứng, có nghĩa là thời kỳ này á, tu đến đâu chứng đến đó, dễ tu dễ chứng. Thời này là thời của Đức Phật. Thời này còn được gọi là thời kỳ thiền định kiên cố, cho nên là chánh pháp. Khoảng chừng 1.000 năm sau khi Đức Phật mất á, thì chúng ta có khoảng chừng tượng pháp là 1.000 năm, chánh pháp thì 500 năm. Thì giờ qua tới thời kỳ thứ hai là thời kỳ tượng pháp. Chữ tượng là gì? Là biểu tượng, là giống giống. Tại sao? Tại vì thời kỳ này á là cái thời kỳ mà thời kỳ trước á, thì nhiều người tu, nhiều người chứng, có giáo pháp, có hành trì. Nhưng mà qua tới thời kỳ tượng pháp á, thì có giáo, vẫn còn giáo pháp, nhưng mà sự hành trì không có nhiều, cho nên người tu chứng đạo rất ít. Thời kỳ tượng pháp còn có một cái tên khác gọi là tháp miếu kiên cố, tức là bây giờ mình chỉ thấy chùa nhiều, tháp nhiều. Qua tới thời kỳ mạt pháp á, chữ mạt nghĩa là gì? Chữ mạt là yếu kém, là suy vi, là sút giảm. Và cái thời kỳ này á, là không có người tu, không có người chứng, cho nên thời kỳ này gọi là mạt pháp. Thì cái chữ mà mạt pháp này á, nó còn có một cái chữ nữa gọi là đấu tranh kiên cố. Chánh pháp thì gọi là gì? Thiền định kiên cố. Tượng pháp á, là miếu tháp kiên cố. Qua tới thời kỳ thứ ba là đấu tranh kiên cố. Bây giờ thì học thì không bao nhiêu, nhưng mà tranh luận thì nhiều lắm, chửi bới thì nhiều lắm, moi móc nhau thì nhiều lắm, đúng không? Từ mặt pháp. Thật ra nói như vậy á, nhưng mà pháp thì làm sao? Chữ mạt ở đây là gì? Là khi người ta không còn quan trọng nó nữa,
không còn để tâm tới, không có còn hết lòng với nó, cho nên là mạt, chứ bản chất nó vẫn đó. Thì pháp của Phật đâu có thay đổi gì đâu, mà chẳng qua là tại mình hiểu không có hết, mình hiểu không có hết, hay là mình không có để tâm nguyên tâm, cho nên gọi là mạt. Chứ thật ra giáo pháp cũng có mạt. Thì đó là mình nói theo cái phân tích. Còn Ngài Tuyên Hóa thì Ngài giải thích đơn giản hơn. Ngài nói rằng khi nào mà còn người tu, chúng ta sống chung với nhau mà chúng ta không có những sự ích kỷ nhỏ nhoi, tham lam hờn giận, thì lúc đó vẫn còn chánh pháp. Ở trong luật tạng có đưa ra 5 cái dấu hiệu để gọi là chánh pháp vẫn còn. Thứ nhất là tôn trọng chánh giáo. Nghĩa là khi chúng ta là những người đệ tử Phật, chúng ta còn có sự tu tập, chúng ta còn biết có những cái nhìn, có những cái học chánh kiến, thì trường hợp đó chánh pháp không có mất. Nếu mà chúng ta còn giữ được một cái thứ nhất gọi là tôn trọng chánh giáo. Điều thứ hai, chỉ tức sân ác. Chữ chỉ tức là dừng lại, dừng lại và làm cho nó dứt sạch. Chẳng những dừng mà còn làm cho nó dứt, dứt hai điều, sân ác, sân hận, và cái cách sống của mình nó xấu đi. Thì nếu mà chúng ta có được, có cái hạnh nhẫn nhục, không có nóng giận, và sống hài hòa với nhau, thì chánh pháp vẫn còn. Điều thứ nhất là tôn trọng chánh giáo. Điều thứ hai là chỉ tức sân ác. Điều thứ ba là kính sự thượng tòa. Thượng tòa là gì? Là những người ở trên, những bậc trưởng thượng. Nếu mà trong cái đoàn thể chúng ta, mà nếu chúng ta còn có sự kính trọng người trên kẻ dưới, thì làm sao mạt được. Ví dụ như trong một căn nhà, nếu mà căn nhà đó mà con cháu trong nhà biết lễ nghĩa, biết tôn trọng người lớn, thì làm sao gọi là cái nhà đó nó hư hỏng được. Thì trong Phật pháp cũng vậy. Nếu mà những người sống chung với nhau mà chúng ta còn, thí dụ người lớn thì thương người nhỏ, tức là những bậc thượng, những bậc mà trưởng thượng thì phải thương những người đi sau. Mình làm lớn mà mình lại ganh tị, mình lại đi ghét bỏ cái người nhỏ, thì làm sao chánh pháp nó còn được. Mình thấy rõ ràng một cái việc là người lớn không có lân mẫn, không có rủ lòng. Cho nên mỗi lần mà mình đến với nguyện hương, mình hay đọc cái câu là xin Phật thùy từ. Thùy từ tức là gì? Lấy tình thương mà rủ xuống, nhỏ xuống cho con. Thùy từ gia hộ. Thì bây giờ người, một cái chuyện đơn giản là ở trong một cái đoàn thể mà người lớn không thương người nhỏ. Người lớn thấy người nhỏ làm cái gì hay hơn thì người lớn không thích. Và còn có những cái lời chê bai. Còn người nhỏ thì không có kính trọng người trên, có những cái thái độ bất kính, có những lời nói không có tốt, bất kính, thì tự nhiên cái đó nó không thể gọi là chánh pháp. Cho nên nhất định phải có một cái gọi là gì? Kính sự thượng tòa. Điều thứ tư là ái lạc chánh pháp. Ái lạc là gì? Chữ ái là thích, chữ lạc là vui. Mình còn vui thích chánh pháp. Ví dụ đi, cái chùa mà các thầy, các cô ở trong chùa không còn thích tụng kinh, không còn thích ngồi thiền, không còn thích tổ chức những ngày tu học,
Tuần chỉ tập hợp một lần vậy đó, rồi chừng nửa tiếng đồng hồ tụng kinh về rồi xuống ăn cơm thôi, thì cái đó làm sao chánh pháp ở đó duy trì được. Cho nên nhất định phải có ái lạc chánh pháp, đó là nói các vị xuất gia. Còn cư sĩ Phật tử á, thì đến chùa không có chịu học hỏi, tới giờ nghe giảng thì ra gốc cây ngồi, nói chuyện với bạn bè hay là tới chở người thân đi chùa, nhưng mà rồi mình làm gì đó, tới giờ giảng mình bước đi xuống. Có nhiều khi lên tụng kinh vậy mà tới giờ pháp thoại cái đứng dậy rần rần đi xuống hết trơn. Thì làm cái đó là tự nhiên nó biểu tượng này, chánh pháp suy vi. Chứ còn nếu như mà mọi người đồng phát nguyện phải học hỏi chánh pháp, tại sao? Tại vì nếu mình không có học hỏi thì mình sẽ có những cái nhìn lệch lạc. Mình không có hiểu được chánh pháp thì mình nhất định sẽ nói sai chánh pháp. Cho nên tà pháp mà nó lọt vô cái người chánh thì tà pháp nó cũng thành chánh pháp. Mà nếu mà nó là chánh pháp mà lọt vô tay của người tà đó thì chánh pháp cũng sẽ bị thành ra tà pháp. Cũng giống như một bó rau mà giao cho người biết nấu ăn á, thì không chừng bó rau đó được làm vài món. Thí dụ như một bó rau muống mà đưa cho một người biết nấu ăn á, thì sẽ có hai món đó. Một là rau món muống luộc, hai là được nồi canh. Còn nếu mà bó rau muống mà đưa cho người không biết nấu ăn á, thì lát đó, nó chỉ còn có cái rau muống thôi mà không có nồi canh. Ví dụ vậy. Cái người mà người ta biết nấu ăn thì mình đưa cái gì người ta cũng có thể biến chế được. Còn người không biết thì mình đưa đồ ngon hồi nó cũng ra thành chặt khúc nấu nhừ hết. Cho nên mình phải có ái lạc chánh pháp. Người trong đạo, tức là cái người xuất gia thì phải có bổn phận truyền bá. Người cư sĩ thì phải có bổn phận học hỏi. Thì như vậy chánh pháp nó mới duy trì. Cũng giống như trong một nhà mà cha mẹ dạy con thì không quan tâm, còn con á, thì không thích nghe lời hướng dẫn thì tự nhiên không còn biết gì hết. Rồi cái thứ tư là phải ái lạc chánh pháp. Cái thứ năm là gì? Là thiện hối sơ tập. Sơ tập tức là những người mới tu, mới bắt đầu học. Thiện hối tức là khéo léo giảng dạy. Người ta là cái người mới thì mình phải làm sao khéo léo hướng dẫn. Dù cái đó nó rất là khó nhưng mà mình nói làm sao mà người ta nghe nó thuận lợi, nó dễ dàng. Thí dụ như có những cái chuyện rất đơn giản mà tự nhiên nó thành ra, tiếng Mỹ nó gọi là big deal. Phật tử người ta thích thờ Phật, có gì đâu không được. Rồi mình lại bày ra cái chuyện là không được thờ Phật ở nhà tại còn trẻ quá. Rồi có người thì nói là không được thờ tượng, tại vì ở nhà là tượng cốt ấy, cái tượng ấy, chỉ để chùa thờ thôi, ở nhà chỉ được thờ hình thôi. Rồi rốt cuộc cái người Phật tử người ta hoang mang. Rồi đang thờ Phật vậy cái thì người khác đi vô nói: trời ơi, tại sao còn trẻ mà dám thờ Phật Thích Ca? Thờ Phật Thích Ca là chỉ có người lớn tuổi mới được thờ thôi. Rồi có người khác bước vô nói: trời ơi, tại sao còn nhỏ, tại sao trong nhà mà thờ Phật đứng? Phật đứng là điêu đứng, cho nên thờ khổ lắm. Ôi chà, ai mà không sợ. Thế là bắt đầu chạy lên chùa kiếm tượng Phật ngồi. Rồi để cái tượng Phật ngồi vô thì mai chiều cái người khác chạy tới nói: trời ơi, tại sao thờ Phật ngồi? Thờ Phật ngồi bởi hèn chi chậm lục, tại vì yên chỗ. Cho là thế thì đi kiếm cái tượng khác. Thì chính cái người hướng dẫn đó hoàn toàn, dù là thờ Phật đứng, Phật ngồi, bắt buộc phải thờ tượng thần, đều là những cái ý kiến sai lệch hết. Mà những cái ý kiến sai lệch đó thì chúng ta gọi là gì? Tà kiến. Chứ có gì đâu. Những cái gì mà mình nói mà nó lệch, thí dụ như là không được thờ hình Ngài Địa Tạng ở trong nhà, tại vì Ngài Địa Tạng là dẫn vong, treo hình Địa Tạng ở trong nhà là chiêu vong của nhà, là tà kiến.
Rồi có nhiều người thờ Quan Âm là không có dám thờ Quan Âm cầm cái bình vậy nữa. Có tưởng cái tượng Quan Âm mà đứng cầm bình nước duỗi xuống. Hỏi sao vậy? Trút hết rồi, bởi vậy sạch sẽ, nghèo. Ngài phải đi kiếm cái tượng Quan Âm lật cái bình lên. Cho nên chính những cái lệch lạc đó mà Phật tượng còn không yên với mình. Đó. Thì quý vị biết không, có những cái ý như vậy. Cho nên người khác, người ta nhìn vô là cái người mà họ sơ cơ, họ mới tới chùa đó, họ confused dữ lắm luôn. Họ rất là bị hoang mang, là tại vì mỗi người nói một kiểu, mỗi người nói một kiểu. Chẳng hạn như chuyện lạy Phật, có người thì người ta lạy Phật ta ngửa tay, có người lạy Phật úp tay. Cái bắt đầu mình quy định nghe, mình nói là thờ mà ai mà lạy Phật ngửa tay là tu tịnh độ, còn ai mà lật xuống vậy là tu thiền. Hỏi sao vậy? Tại vì mấy người tu thiền gì cũng buông xả đó. Tất cả những cái ý đó đều là những cái quan niệm lệch lạc, nó không có đúng với chánh pháp. Nó là một lễ nghi. Thì nếu mà mình, cái người mà chúng ta phải làm sao khéo léo diễn giải, dù cái việc đó nó rất là khó khăn, nhưng với cái gọi là thiện hối ấy, chúng ta có thể làm cho người khác nhẹ nhàng tiếp nhận. Cho nên nếu mà mình có được 5 cái: thứ nhất là tôn trọng chánh giáo, thứ hai là chỉ tức sân ác, thứ ba là kính sự thượng tòa, thứ tư là ái lạc chánh pháp, thứ năm là thiện hối sơ tập. Thì nếu mình còn giữ được 5 cái này thì chánh pháp không có mất. Còn nếu mình nói gần gũi nữa gì, mỗi người chúng ta, ở trong chúng ta đều có những cái chân chánh đó. Chúng ta nên hộ trì và gìn giữ cái chân chánh đó. Bây giờ Pháp Hòa ví dụ, ví dụ như bây giờ hôm nay mình tới đây mình tu 50 người, thì ở trong mỗi người của chúng ta đó, ai cũng có những cái hay, ai cũng có những cái đẹp. Chúng ta nên giữ cái hay cái đẹp đó mà phát triển, mà sống, mà hành xử. Hồi nào giờ mình không có cái tật hay ngồi lê đôi mắt, nhưng mà tự nhiên mình đi chập cái mình quen với cái cô đó, cái ông đó, cái tự nhiên mình thành một cái bệnh, ngồi đâu khều móc nói chuyện người này người kia, mình bị lệch lạc. Cái chánh giáo của mình, cái chánh pháp ở nơi mình không có được hộ trì. Cho nên nếu như mỗi người á, mà ai cũng tự nỗ lực bảo hộ cái chánh pháp ở nơi mình, thì tự nhiên mình đến đây thành một cái đạo tràng, ai cũng sống với chánh pháp. Chẳng hạn như cái chuyện ái ngữ, cái ái ngữ nó quan trọng lắm. Ở trong đời sống hàng ngày của chúng ta, đừng nói chi tới chuyện trong đạo, nghe, ngoài đời thôi. Một trong những cái thành công của mình là gì? Là mình nói cái lời dễ nghe, ái ngữ. Chứ ái ngữ là nói dễ nghe, chứ cũng không nhất thiết là phải nịnh bợ. Ái ngữ không có nghĩa nịnh bợ. Ái ngữ không có nghĩa là mình hoa mỹ cái lời nói của mình, nhưng mà mình biết sử dụng từ ngữ để cho người ta dễ chịu với cái việc của mình nói. Có nhiều khi mình không cho cái chuyện đó thôi, đâu có gì đâu mà phải nạt nộ, đâu có gì đâu mà mình phải rầm rộ mình lên. Mình nói sao cho người khác, người ta nghe nó thật là êm tai, nói có lý do. Ví dụ ha, ở trên chánh điện á, trước khi lễ cái mình nói: để cho buổi lễ được trang nghiêm thanh tịnh, xin đại chúng hoan hỷ tắt phone. Hay là nói rằng á, bữa lễ hôm nay có quay phim, xin đại chúng hoan hỷ mình thực tập chánh niệm đi đứng ở trên chánh điện, để coi mình có những cái hình ảnh đẹp. Mình nói làm sao mà người ta nghe nó dễ chịu. Tiếng Mỹ cũng vậy.
Thí dụ như mình nói please practice silence, nó sẽ dễ thương hơn là shut up. Cũng là một cái từ đó thôi, nhưng mà cái chữ đó mình nói ra cái tự nhiên người ta nghe nó nặng nề lắm. Thành thử ra người nào muốn thu nhiếp chúng sanh, muốn nhiếp phục chúng sanh, muốn điều phục chúng sanh thì nhất định phải có bốn thứ: bố thí, ái ngữ, lợi hành, đồng sự. Cái đó gọi là tứ nhiếp pháp. Mà cái ái ngữ nó rất là quan trọng. Cái lời nói của mình làm sao mà người ta nghe nó dễ chịu. Mình cứ thử tưởng tượng bữa nào mình tới mình bị người ta nạt nộ mình một tiếng coi, mình dễ chịu không? Hay là mình mới tới chùa thôi, mình không biết gì hết trơn á, mình tự nhiên ở đâu mình bị cái cô đó cô dẫn cho mình một câu là mình dội liền. Cho nên cái người đó là người sơ tập mà chúng ta không có thiện hội. Cho nên hộ trì chánh pháp á, nhiều khi Phật dày công tạo dựng chánh pháp nhưng mà chúng ta không có biết khéo léo để hộ trì. Hay là mình nói cái chỗ đó, cái người chủ tiệm, người ta build cái tiệm rất là đẹp, người ta gầy dựng cái tiệm rất là đẹp, nhưng mà những nhân viên làm ở trong đó làm mít lòng khách hết. Thì tự nhiên cái người chủ không có ở nhà, không có tới tiệm thường, giao cho những người làm ở đó. Nhưng mà cuối cùng khách mất hết là tại vì những người làm ở trong đó không có biết bảo hộ cái cửa tiệm này bằng cái cách đối xử, bằng cái cách nói năng. Thì khách mất hết thì mình cũng mất việc, tại đâu có ai tới nữa đâu, thì mình không có việc làm, không có công ăn việc làm. Cho nên cái phẩm này gọi là phẩm hộ trì chánh pháp. Thì trước khi mà chúng ta đi vào nội dung của kinh đó, thì Pháp Hòa xin giải thích một lần nữa. Thật ra cái bài giảng này Pháp Hòa có nói cách đây 10 năm ở tại Vancouver. Chánh pháp là gì? Nhưng mà ở đây do mình nhắc lại hai chữ chánh pháp thì Pháp Hòa nhắc lại với đại chúng. Mình trích một cái đoạn ở trong luật, ở trong một cái bộ luật đã nói lên 5 điều. Luật này gọi là luật thập tụng, thập tụng luật. Có nói là 5 điều mà nếu chúng ta còn giữ được những cái này thì chánh pháp không có mạt. Ví dụ như bây giờ mình nói là thời này là thời mạt pháp, cho là vậy đi. Nhưng mà nếu chúng ta biết rằng chính vì cái thời này là thời mạt pháp cho nên mỗi người của chúng ta là đệ tử Phật phải cố gắng duy trì cái chánh pháp ở nơi mình. Để làm gì? Để ít nhất cái căn nhà đó, cho dù nó có mất đi một vài cái cửa sổ, nhưng mà nó vẫn còn những cái gì đó ở lại, để nó làm cái biểu tượng. Bây giờ mình hiểu được hai chánh pháp rồi đó. Mình muốn duy trì Phật pháp như thế nào thì mình cố gắng thực tập 5 cái này. Ngày nào mình biết mình còn nghe pháp, còn ái lạc chánh pháp là mình biết Phật pháp chưa mạt. Ngày nào mình biết rằng mình thấy cái người lớn biết lân mẫn tới người nhỏ. Thí dụ mình là một người chị, mình biết thương em. Mình ở đây lâu năm, mình biết thương những người mới tới. Mình là một sư huynh, mình biết thương một sư đệ. Mình là một sư đệ, mình biết kính trọng sư huynh. Huynh đệ mà luôn luôn sống mà chan hòa, có trên dưới trước sau, có thứ lớp ngăn nắp, thì khỏi cần phải nói chuyện chánh pháp mà. Cái chùa đó nó chưa đến nổi, cái đạo tràng đó nó chưa đến nổi, cái căn nhà đó nó chưa đến nổi. Tại vì rồi đạo hữu Phật tử với nhau cũng vậy. Cho nên Pháp Hòa hay nhắc, ví dụ mình là Phật tử đi chùa lâu năm, thường thường ta gọi là Phật tử thuần thành. Thì khi cái chuyện đầu tiên mình đi vô trong chùa thì trước hết là mình phải hành lễ. Các vị chắp tay chào các vị xuất gia. Chắp tay đàng hoàng chứ không có chuyện hay là đi ngang cái hello một tiếng là xong. Có nhiều khi đang ngồi gật cái đầu một cái thôi, nó thành một cái thói quen.
Rồi mai mốt các vị tôn túc khác đến đó, thì mình cũng hành xử y như vậy, tại thương Ngài nó đã vậy rồi. Chứ mình đang làm việc gì, mình thấy các vị xuất gia đến thì mình đứng dậy mình chấp tay một lần thôi, tại vì mình mới tới. Chứ không phải mình một ngày mình gặp ông 5 lần chứ mình không phải mình phải bỏ dao xuống 5 chạch. Nhưng mà lần đầu tiên mình bước chân tới chùa, cái ngày hôm đó là ngày sáng đó mình bước vô chùa, thì cái việc đầu tiên mình làm là mình gặp các vị xuất gia, mình hành lễ. Tại vì sao? Tại vì ngày nào đệ tử Phật trong thất chúng, cư sĩ nam, cư sĩ nữ, sa di, sa di ni, thức xoa, tỳ kheo ni, thất chúng đệ tử còn giữ lễ với nhau. Thì các vị quý sư bà ngày xưa giữ lễ rất là kỹ. Cho nên quý sư ni, quý sư cô nào mà được học hỏi với quý sư bà lớn, tự nhiên bước ra mình thấy đạo mạo nghiêm trang của một vị nữ tu. Không có những cái thái độ, mà có những cái hình ảnh rất đẹp của một vị nữ tu. Phật tử cũng vậy. Nếu mà Phật tử mà giữ được cái lễ nghi trong chùa, thì tự nhiên mình nhìn cái hình ảnh Phật tử đó đẹp lắm. Ví dụ như các vị nhỏ đó, thầy ngồi trên, thầy lớn nói gì đó, hỏi tới mình là chắp tay thưa. Nói bữa nay con có đi chợ chở sư huynh đó không? Dạ bạch thầy, hôm nay con có đi chợ. Rồi thầy mà thầy đưa cái gì thì mình tiếp nhận, xong mình chắp tay mình xá. Chỉ cần những cái chuyện đó nó hành dữ thôi, tự nhiên mình thấy có một cái hình ảnh nó rất đẹp, mà người khác nhìn vào đó người ta học. Ví dụ Pháp Hòa đang ngồi tụng, hồi chiều này cũng vậy, Pháp Hòa đang ngồi tụng kinh vậy, thầy Huệ Tạng thầy cầm cái ly nước thầy để xuống, mà Pháp Hòa nếu mà mình nhắm mắt mình không thấy thì thôi, mà hãy còn mở mắt mà tụng kinh mà thấy cái vị đó đem ly nước tới là mình cũng cúi đầu mình hành lễ. Đó là sự cảm ơn. Thành thử ra mình làm sao mình giữ được những cái lễ nghi đơn giản căn bản nhất. Cũng giống như mấy đứa nhỏ mình dạy nó, gặp người lớn phải khoanh tay chào hay là phải hành lễ vậy. Thì một vị cư sĩ đến chùa cũng phải vậy thôi. Dù thân cỡ nào đi nữa, nhưng mà cái việc đầu tiên mình hành lễ là chắp tay. Có cái chuyện mình đang ngồi, mình tới, thầy em đi xuống, thầy mới tới, thì tự nhiên mình thấy cái nó không có đẹp, mặc dù nó không có gì sai hết, nhưng mà người ta thấy được rằng giữa cư sĩ và các vị không có, cái là mình, các vị cư sĩ không có còn tôn trọng các vị xuất gia. Thì chánh pháp từ đó nó sẽ bị cái hình ảnh, cái lễ nghi. Cũng giống như một đứa con mà nó gặp cha gặp mẹ nó không biết gì nữa hết, nó không còn giữ, thì tự nhiên đâu cần gì, cái lễ nghi văn hóa này bắt đầu nó bị không còn. Thật ra không phải mình chào vậy các ông thầy cũng tu giỏi, hay mình chào vậy là mình thành đạo gì cả. Nhưng mà ở đây mình muốn nói đến cái sự duy trì, cái sự bảo hộ. Và hôm rồi, giống hôm nay mình có cái lễ cưới của mấy đứa nhỏ, thì mình cũng biết rằng nó có quyền lựa chọn, nó muốn làm đám cưới ở đâu đó, nhưng mà nó biết về chùa, nó biết nghe lời cha mẹ, thậm chí bản thân nó tự nó khởi cái ý, nó muốn về chùa nó làm đám cưới. Tại vì nó từng đi dự những cái đám cưới của bạn, nó thấy nó làm ở chùa, cho nên nó mai mốt tới phiên nó cũng thích vậy. Thì đó là cái cơ hội mà mình thấy rằng ấy, con của mình mà nó còn đi về chùa nó hành cái lễ đó, hay là ở nhà còn có thờ cúng ông bà tổ tiên, thì mình biết rằng cái truyền thống đó chưa mất. Thế thôi, chứ không có phải là mình tu để mình cần cái đó. Nhưng mà ở đây Pháp Hòa chỉ muốn thưa là có cái sự kính trọng, có cái sự trên dưới.
Cũng giống như Phật tử mà cái chuyện đi chùa, chuyện đầu tiên là lên lễ Phật. Làm gì làm, chuyện đầu tiên là phải lên lễ Phật. Chứ không phải mình tới chùa rồi mình tuột xuống bếp mình ở cho tới hết ngày rồi hết giờ rồi mình đi về, mà suốt một tháng không biết ông Phật ở trên này ổng mập ốm ra sao. Mình đi chùa chuyện đầu tiên là mình phải lên lễ Phật. Hỏi đến làm gì? Lên công quả. Nhưng mà trước khi anh làm công quả thì anh sẽ tiếp xúc với Phật, để cho cái công của anh nó trọn vẹn, cái quả của anh nó được ngọt ngào. Hai chữ công quả nó trọn vẹn. Mình đưa mình hạ thủ công phu để có kết quả tốt, mà không phải ở việc làm mà ở cái cách sống. Cho nên chữ công quả sâu sắc lắm ạ. Không phải chỉ đến chùa là quét nhà, rửa chén, làm việc gọi là công quả đâu. Cái đó nó 50% thôi. 50% còn lại để gọi là thành công của hai chữ công quả là cái cách chúng ta nói năng với nhau, cái cách chúng ta hành xử với nhau. Thành ra nhiều khi mình làm miệt mài, làm hết sức, ai cũng thấy được cái công việc của mình hết, nhưng mà bù lại người nào cũng né mình hết. Tại vì cái cách mình đối xử, cái cách mình nói chuyện, người ta không dám tới gần. Thì mình biết rằng mình chỉ được cái việc thôi mà mình chưa được. Cái đó gọi là phước đức mà chưa có công đức. Phước đức là cái việc làm, cái công đức là cái hạ thủ tu tập của mình. Mà những cái đó, cái chuyện đầu tiên Phật tử đi chùa là điều học hết. Oai nghi của người Phật tử. Bây giờ mình đi vào kinh. Lúc bấy giờ Đức Phật bảo tôn giả A Nan: Thầy đừng đau buồn nữa, chánh pháp của Như Lai sẽ được lưu bố rộng rãi để làm lợi ích cho chúng trời người. Này A Nan, sau khi Như Lai diệt độ ở núi U Lâu Mạn Trà thuộc thành Mayula, có ngôi già lam tên Na Trì Ca. Nơi đó sẽ có thầy tỳ kheo tên Tỳ Đề Sa, có thần thông và uy lực lớn, có đức vô úy, nghe nhiều học rộng, có trí tuệ chân chánh, chứng được đạo quả, giữ gìn kinh luật luận. Đối với những người tu hành phạm hạnh thì chỉ bày dạy dỗ, khiến cho đại chúng đạt được lợi lạc và hoan hỷ với thành tựu của đại chúng. Nói pháp không biết mệt mỏi. Thầy tỳ kheo kia sẽ lưu bố rộng rãi chánh pháp của Như Lai để đem lại lợi ích cho hàng trời người. Đức Phật nói, tại vì cái kinh này là nói về cái sự việc mà Đức Phật sắp mất. Cho nên rồi các thầy lần lượt với nhau bày tỏ những cái buồn đau. Trong đó cái người mà bày tỏ nhiều nhất là Ngài A Nan. Thì cái phẩm vừa rồi á, thì Ngài A Nan mới nói với Đức Phật á: mai mốt đây là con gặp người này, con gặp người kia, con không biết phải nói làm sao với họ. Tức là Ngài A Nan dùng nhiều cách để làm sao giữ Đức Phật lại, để Đức Phật đừng có mất, đừng niết bàn. Thì qua tới cái phẩm này thì Đức Phật an ủi Ngài A Nan bằng cách là: thầy đừng có buồn, chánh pháp của Như Lai sẽ được lưu bố rộng rãi để làm lợi ích cho chúng trời người. Tức là Đức Phật nói rằng sau khi mà Đức Phật diệt độ đó, thưa đại chúng, cái chữ diệt độ là một nghĩa, là cái nghĩa của chữ Niết Bàn, nhớ không? Chữ diệt độ là nghĩa của chữ Niết Bàn. Tại diệt cái gì? Diệt phiền não. Chữ diệt đây là diệt cái phiền não. Chữ độ là qua được cái sanh tử, cho nên gọi là diệt độ. Ở núi U Lâu Mạn Trà thuộc thành Mayula có ngôi già lam. Ngôi già lam tức là ngôi chùa. Già lam là chùa, tiếng Phạn gọi là Sangharama, và mình âm lại là Tăng Già Lam, nói gọn là Già Lam. Có một chùa tên là Na Trì Ca, ở đó có một thầy tên là Tỳ Đề Sa. Thầy này sẽ là người truyền bá Phật pháp. Tại vì sao? Tại vì thầy này có thần thông, có uy lực lớn, có đức vô úy, nghe nhiều học rộng, có trí tuệ chân chánh, được chứng được đạo quả, giữ gìn kinh luật luận. Kinh luật luận chúng ta gọi là tam gì?
Ai nhớ không? Kinh Luật Luận gọi là Tam Tạng, thấy không? Kinh Tạng, Luật Tạng, Luận Tạng, đó là hết thảy những cái giáo điển của đạo Phật. Đó, ví dụ như bên tay phải của Pháp Hòa đó, mình để bộ Tam Tạng Kinh, Đại Tạng Kinh đó, là Kinh Luật Luận ở trong đó đó. Là bộ này là sưu tập ở bên Nhật, còn ở bên này là mình Tam Tạng Kinh bằng tiếng Việt được dịch từ cái bộ Đại Chánh Tân Tu này. Bộ Đại Chánh này là 100 quyển, cái bộ dịch này là 200 mấy quyển, mà bây giờ mình mới sưu tập được có 100, khoảng chừng gần 200 quyển chứ chưa đủ. Ở trên Tây Thiên có bộ Càn Long Đại Tạng, tức là sưu tập vào thời Càn Long. Và khi mình nói tới Đại Tạng Kinh, ủa Tam Tạng mà sao? Tam Tạng Kinh là luật kinh luật luận mà tại sao nói lại dùng cái từ Đại Tạng Kinh? Bởi vì trong ba bộ Kinh Luật Luận thì kinh là lời dạy của Phật ấy, chiếm phần nhiều, chiếm hơn phân nửa trong số 100 quyển, còn 50 quyển còn lại là luật và luận. Vì kinh chiếm phần nhiều cho nên chúng ta lấy cái từ chung gọi là Đại Tạng Kinh. Nhưng mà thật sự trong Đại Tạng Kinh là chứa đủ cả ba tạng, là Kinh Tạng, Luật Tạng và Luận Tạng. Và kinh á, là lời dạy của Phật, những gì Phật nói được sưu tập lại thành cái đây nè. Ví dụ như quyển Kinh Đại Bi này nè, nếu bây giờ mà tra trong Đại Tạng Kinh á, nó là một bộ kinh nằm trong Đại Tạng đó, đó. Nhưng mà đây là lấy ra, trích ra một cái bản kinh để in riêng một quyển. Kinh Vu Lan mình tụng nó cũng nằm trong Đại Tạng này. Kinh Địa Tạng mình tụng nó cũng nằm trong Đại Tạng này. Kinh Đại Bát Niết Bàn mình tụng nó cũng nằm trong đó. Kinh Pháp Hoa mình tụng nó cũng nằm trong đó. Tất cả những cái quyển kinh lẻ lẻ mình in ra từng phần mình tụng đó đều nằm ở trong Đại Tạng hết. Và những vị người ta kỹ, khi mà người ta trích một cái bài kinh nào ra, người ta dịch, người ta nói rất rõ kinh này được trích ra ở bộ nào, thuộc kinh số mấy. Đây nè, người ta nói rõ cho mình biết luôn, để làm chi? Để khi mình tra cứu, mình tra cứu, mình đi, mình muốn biết kinh đó mình trở vô. Giống như cái bộ kinh này, đây là một bản dịch, nhưng mà Pháp Hòa tìm được một bản dịch nữa, một bản dịch khác ở trong Đại Tạng Kinh. Cho nên thỉnh thoảng đọc kinh này mà tới chỗ nào mà mình thấy cái nghĩa nó chưa rõ đó, Pháp Hòa qua cái bản dịch khác và mình xem cái bản dịch kia họ dịch cái chữ đó như thế nào. Hồi mình học kinh Đại Phương Tiện Phật Báo Ân cũng vậy, thì Pháp Hòa nói là những cái kinh mà ngày nay chúng ta tụng in ra từng phần để tụng vậy đó, đều trích ở trong Đại Tạng ra hết. Các ngài trong quá trình nghiên cứu và thấy muốn dịch bộ kinh nào, muốn truyền bá bộ kinh nào thì các ngài đem ra. Thì cái bộ kinh Đại Bi mà chúng ta đang học đây cũng là một kinh trong cái ở nằm ở trong Đại Tạng Kinh. Cho nên kinh tạng, chữ tạng là gì? Chữ tạng là chứa. Chữ tạng là chứa. Cho nên gọi là địa tạng. Địa là dày chắc, tạng chứa đủ. Phần đó là tạng kinh, tạng luật. Thí dụ như hôm nay mình thọ Bát Quan Trai Giới, mình thọ Ngũ Giới, mình thọ Bồ Tát Giới, mình thọ Tỳ Kheo Giới, tất cả những cái giới luật ấy, nó đều nằm ở trong luật tạng hết. Chẳng những vậy mà những câu chuyện, thí dụ như lý do nào mà Phật chế cái giới này, nó đều nằm trong luật tạng hết. Còn luận tạng tức là những cái chú giải, chú thích. Thí dụ như kinh Pháp Hoa là kinh, nhưng mà bây giờ các vị phải ngồi giải thích cho mình nghe tại sao gọi là Đại Thừa Diệu Pháp Liên Hoa, giải thích ra. Mà giải thích như vậy đó gọi là luận tạng. Quý vị có tụng kinh Đại Bát Nhã rồi phải không? Ở đây mình tụng kinh Ma Ha Bát Nhã, đọc không hiểu gì hết trơn.
cứ sắc không không sắc tụng vậy mà chẳng hiểu vậy. Bây giờ muốn biết cái bộ đó nói cái gì, đoạn nó nói gì, đi tìm cái luận tạng chú giải về Bát Nhã. Đó là bộ gì? Bộ Đại Trí Độ Luận. Bây giờ người ta mới lấy một cái phần Đại Trí Độ Luận riêng ra, người ta in thành một cái bộ riêng Đại Trí Độ Luận của tổ là ngài, của ngài Long Thọ. Để làm chi? Ai muốn biết về kinh Đại Bát Nhã thì nghiên cứu bộ đó. Cho nên á, nếu mà mình á, từ các vị xuất gia cho đến các vị tại gia, mình để thời gian nhàn rỗi của mình để mà đi tìm tòi những cái đó, mình học hỏi để mình hiểu biết về Phật Pháp, mình hiểu cái đúng chân chánh của chánh Pháp, thì không có gì lung lay mình được hết. Dù mà bất cứ hoàn cảnh nào, chánh Pháp ở nơi mình vẫn không lung lay. Tại vì mình hiểu được một cách chân chánh. Chứ ai có nói gì mình chỉ cười thôi. Vì mình biết rất rõ cái đó là cái gì. Thầy đây gìn giữ kinh luật luận đối với những người tu hành phạm hạnh thì chỉ bài dạy dỗ khiến cho đại chúng được lợi lạc. Thấy người nào thật tâm tu hành chỉ dẫn cho người ta. Và hoan hỷ với thành tựu của đại chúng. À, ai làm được gì mình phải hoan hỷ với thành tựu của họ. Nói Pháp không biết mệt mỏi. Nói Pháp không biết mệt mỏi này là một trong tứ nhạo. Một trong bốn cái biện tài. Trong Phật Pháp mình có gọi một cái gọi là tứ biện tài. Pháp biện tài, nghĩa biện tài, từ biện tài và nhạo thuyết biện tài. Mình hiểu Pháp, mình biết Pháp, mình hiểu cái nghĩa, mình hiểu được ngôn ngữ từng vùng, từng miền để mình nói. Và cái thứ tư là gì? Mình phải vui thích để nói. Cái đó mới quan trọng. Còn ví dụ như bây giờ mình biết hiểu, mình biết hết á, nhưng mà không thích nói, thì lấy gì người ta hiểu? Thì làm sao mà mình truyền bá được? Cho nên mình phải có cái lòng vui vẻ khi người khác hỏi Pháp. Người ta hỏi mà mình có cái tâm mình muốn trả lời, nói không mệt mỏi. Thầy tỳ kheo kia sẽ lưu bố rộng rãi chánh pháp của Như Lai để đem lại lợi ích cho hàng trời người. Đây là một vị. Vị thứ hai: này A Nan, thầy đừng buồn lo, sau khi Như Lai diệt độ, cũng ở ngôi già Lam Na Trì Ca trong núi U Lâu Mạn Trà sẽ có thầy tỳ kheo tên là Đề Trì Ca, có thần thông và uy lực lớn. Đối với những người tu hành phạm hạnh thì siêng năng nói Pháp sẽ khiến cho chánh Pháp của Như Lai được lưu bố rộng rãi, đem lại lợi ích cho hàng trời người. Đó là người thứ hai. Người thứ ba: này A Nan, thầy đừng buồn, thầy đừng lo buồn, sau khi Như Lai diệt độ, bên cạnh núi U Lâu Mạn Trà có ngọn núi tên là U Thi La. Ở đó có bốn muôn vị tỳ kheo vân tập, quý vị ấy có thần thông và uy lực lớn, có đức vô úy, có nhiều học rộng, đầy đủ khả năng, có trí tuệ chân chánh, chứng được đạo quả, giữ gìn kinh luật luận. Vị nào cũng vậy, đối với những người tu hành phạm hạnh thì chỉ bày dạy dỗ, khiến cho đại chúng đạt được lợi lạc và hoan hỷ với thành tựu của đại chúng, nói Pháp không biết mệt mỏi. À, bây giờ không phải là một thầy tỳ kheo mà là có bốn muôn. À, một muôn là 10.000, bốn muôn là 40.000. Này A Nan, thầy đừng lo buồn, sau khi Như Lai diệt độ, bên cạnh núi U Lâu Mạn Trà sẽ có một tỳ kheo tên U Ba Cúc Đa, có đầy đủ khả năng và uy lực lớn như vậy, cũng tu hành phạm hạnh lưu bố rộng rãi chánh pháp của Như Lai, làm lợi ích cho hàng trời người. Nơi ấy sẽ có 1.000 vị A La Hán cùng với 8.000 vị tỳ kheo tụ hội, cùng Bồ Tát với nhau một chỗ, cùng làm một pháp yết ma. Pháp yết ma tức là một cái pháp mà chư tăng thường sử dụng để thống nhất mọi ý kiến. À, cái đó gọi là pháp yết ma. Yết ma được dịch là pháp cần phải thực hiện. Muốn làm việc gì đều phải có yết ma hết.
Thí dụ như giờ yết ma để chấp nhận vị đó vào đây tu học xuất gia phải họp chúng và biểu quyết, nay có Phật tử nào đó muốn đến đây để xin nhập chúng tu học, đại chúng có đồng ý không? Đại chúng đồng ý thì tiếp nhận người đó vào. Rồi bây giờ người đó vào đây tập sự thời gian, rồi thì mình thấy cái hạnh kiểm người đó làm sao, rồi mình sẽ họp chúng tiếp. Bây giờ sau 6 tháng 1 năm vị đó ở đây rồi, bây giờ mình thấy là vị đó có thể được xuất gia chưa? Thì cái pháp đó là pháp yết ma. Họ đối với nhau bằng tâm chân thành và cùng ghi nhận những thành tựu của nhau. Họ đều tu hành phạm hạnh đầy đủ thần thông biến hóa, lưu bố rộng rãi chánh pháp của Như Lai, làm lợi ích cho hàng trời người. Nên Đức Phật nói: Khả năng đừng có buồn, dù Phật có mất đi thì trong tương lai sẽ có người này, người kia nọ làm những cái việc. Này A Nan, thầy đừng lo buồn, thầy tỳ kheo U Ba Cúc Đa ấy cùng với các đệ tử đều có khả năng nói pháp, khiến cho chánh pháp của Như Lai được lưu bố rộng rãi trong khắp các trời người. Này A Nan, thầy đừng lo buồn, sau khi Như Lai diệt độ ở thành Ba Ly Phất, có ngôi già lam tên Bạc Đa Ni, nơi đó có thầy tỳ kheo tên là A Du Bà Cúc Đa tu hành phạm hạnh đầy đủ ba minh sáu thần thông tám bước giải thoát. Ba minh là gì? Thật ra ba minh cũng là chữ minh là tỏ rõ. Thì thường thường các vị chứng quả, các vị chứng trước tam minh, thường thường mình hay kêu là tam minh lục thông đó, túc mạng minh, thiên nhãn minh và lậu tận minh. Ba cái minh này quan trọng. Còn ngoài ra thêm nữa là gì? Thần túc tha tâm. Thần túc là gì? Là đi lại một cách tự tại. Thí dụ như hồi xưa phải tu dữ lắm mới có được lục thông. Bây giờ mùa dịch này cái mình chứng lục thông hết trơn. Tại vì sao? Tại mình qua Zoom á. Vô Zoom là thấy được nhau hết, là gì? Thiên nhãn thông. Rồi mình hiểu được cái tâm ý của nhau. Mùa dịch này là ở nhà ai cũng khủng hoảng, lo sợ. Cho mình tổ chức những buổi tụng kinh nói pháp để mọi người có cái chỗ hướng về, để vơi đi những sự lo rầu, tha tâm. Và mình nhờ cái thiên nhãn thấy được nhau. Hồi đó có cái thời mà Pothoc á, không biết có ai nhớ cái vụ đó không? Pothoc á, tức là lúc đó là mà có cái chương trình Pothoc là mình thấy ghê gớm rồi đó. Nghĩa là chỉ cần lên mạng một cái thôi là trời, nghe được tiếng của nhau, người kia ở chỗ này chỗ kia. Nhưng mà các vị nói thôi mời Pháp Hòa lên nói pháp trong cái Pothoc đó, Pháp Hòa từ chối. Lý do là sao? Tại vì thường thường á, mình nói gì mình phải nhìn người ta, để cho người ta vui, người ta buồn, người ta không thích, người ta không đồng tình gì, mình nhìn người ta, mình biết người ta đang nghĩ gì. Còn cái này mình cứ nhắm mắt, mình ngồi ở cái máy của mình nói, bên kia người ta nằm, người ta ngủ khò, rồi cũng tên cũng để đó. Cho mình rất là hãnh diện, chờ bữa nay tôi nói pháp được 300 người nghe nha. Mà thật ra là có ba người đó, ba người còn thật sự đó, còn 200 mấy kia nằm ngủ hết trơn. Cho nên ví dụ như ngồi đây mà nhìn đại chúng vậy, mình thấy cái biểu lộ, mình tha tâm nhìn được rồi đó. À, ta đang không hiểu mình nói gì đó. Tha tâm là mình hiểu được người ta nghĩ gì. Thần túc là mình tới với người đó không có trở ngại. Thiên nhãn là mình nhìn thấy người đó thấu suốt được. Túc mạng là biết được quá khứ, vị lại. Thiên nhĩ là mình thấy nghe xa. Thiên nhãn thông, thiên nhĩ thông, tha tâm thông, thần túc thông, túc mạng thông. Cái cuối cùng là lậu tận thông. Lậu tận là cái quan trọng nhất. Lậu tận là gì? Là không còn phiền não. Cho nên A-la-hán là những vị lậu tận.
không còn phiền não. Bây giờ mình nói là 18 la hán hay 500 la hán rồi quý vị nhìn thấy mặt vị nào cũng giận rồi buồn rồi biểu lộ. Mới đây có một phái đoàn Phật tử, một gia đình rất là đông, mấy chục người lên trên thăm. Thì mấy em nó trẻ trẻ không à, thì đi ngang nó thấy các tượng la hán, nó hỏi Pháp Hòa đây là cái gì. Pháp Hòa, mấy em thấy cái tượng để chữ la hán không? Theo cái nghĩa của Phật Pháp á, A-la-hán là những người đã không còn phiền não. Nhưng mà tại sao mấy ông La-hán này ông nào nhìn cũng thấy đó là gì? Đó là những cái emotional của mỗi người. Vậy thì trong cuộc đời của chúng ta đây, mỗi ngày chúng ta sẽ gặp rất nhiều La-hán. Có La-hán không cười, có La-hán cười miết, có La-hán kêu tới tên là nhăn. Cho nên thấy không, ông này thì trầm tư, ông kia thì hoan hỷ, ông nọ thì chơi với con sư tử, cho nên gọi là tiếu sư la hán. Ông kia thì ngồi giơ tay lên, gọi là thám thủ la hán. Những cái biểu tượng đó, những cái behave, những cái emotional, những cái cảm xúc mà mỗi người đều có hết. Mỗi người mỗi ngày chúng ta tiếp xúc, có những người người ta bữa nay người ta vui nè, bữa nay người ta buồn nè. Mình phải nhận ra những cái đó và tự nhiên mình thấy à, cuộc sống là nó phải vậy thôi, chứ đâu có gì đâu. Bữa nay người ta có việc vui thì người ta vui, bữa nay trong lòng người ta có chuyện buồn thì người ta phải buồn. Cái mình cứ thắc mắc, trời ơi, mới hồi nãy còn vui lắm, tự nhiên bữa nay nhìn thấy phát ghét. Sao ghét được, bữa mình cũng vậy thôi, có bữa mình nhìn giống như mất sổ gạo vậy đó, phải không? Thành thử ra Pháp Hòa giải thích cho các em, mỗi một bàn tay của một la hán cầm, ông thì cầm này, ông cầm kia, đó là những pháp khí. Pháp khí cũng biểu lộ cho những cái phương tiện trong cuộc sống. Mặt mũi vui buồn, đó là biểu lộ cho những cảm xúc của mọi người. Tai chân múa mai là tượng trưng cho gì? Những hành xử của mỗi người. Đừng giận, đừng có phiền mà thấy. Đấy, đây là một phần của cuộc sống. Cho nên mình gặp có 18 la hán cũng chưa đủ, gặp 500 la hán. Cho nên có những ngôi chùa người ta lớn, người ta xây một cái đường luôn gọi là la hán đường. Ở vô trong đó có 500 tượng la hán. Và có nhiều vị người ta còn muốn gọi là thiện hối sơ tập á, như hồi nãy Pháp Hòa nói vậy đó. Người ta làm 500 cái thẻ giống như cái ống sâm vậy đó, cái mình vô trong cái la hán đường đó, cái mình chắp tay mình khấn, hôm nay con có duyên về đây đảnh lễ 500 vị a la hán, bây giờ con muốn biết là con có duyên với vị nào để con học hạnh của vị đó. Thay vì mình cầm cái lon mà lắc gì, lắc xăm gì để coi hên xui tốt xấu, lắc ra kiếm ông la hán nào mình học hạnh ổng coi. Khi mình vô mình không lắc thì mình lấy cái tay mình xóc xóc vậy mình bóc ra. La hán thứ 300 đi kiếm ông 300. Người ta đánh số hết. Ông số 1, ông số 2 thì kiếm ông 300. À, ông 300 của con tên này nè. Rồi bắt đầu đi rút cái thẻ coi ông la hán 300 này ông tu cái gì, ông tu cái hạnh gì. À, hạnh của vị này là luôn luôn làm mà không bao giờ càm ràm la lối. À, bữa nay la hán dắt con tu cái hạnh này cũng trúng bệnh con đó chứ. Con thì cũng có cái ta, con thì thích làm mà cũng thích la. Vừa làm vừa la cho nên tại sao con mệt quá. Bây giờ con làm mà con không la, con bớt 50% mệt. Làm đã mệt rồi còn la nữa chứ, cho nó khổ vậy. Cho nên làm là không la. À, thôi bây giờ mỗi lần là con cô la, cô ca. La xong rồi ca, bây giờ con không la, con thành cô ca thôi. Đó là gì? Đó là gọi là gì? Thiện hối sơ tập. Thật ra đâu có ai trong kinh không có nói mấy cái vụ đó đâu. Không có nói cái vụ mà bốc thẻ rồi học hạnh la hán gì đâu. Nhưng mình phương tiện. Thay vì người ta lắc xăm, người ta rầu, lắc ra nhầm cái xăm hạ hạ, ta khổ dữ lắm, ta lo nguyên năm luôn.
Thôi học hạnh La Hán đi. Hôm rồi đó có một Phật tử lên đây hỏi Pháp Hòa, nếu như mà một người muốn đi xuất gia thì trước hết phải làm gì, phải chuẩn bị gì? Mình muốn vô chùa mình ở thì đơn giản, như bây giờ mình cứ nhìn vào đời sống hàng ngày của chùa là gì? Thứ nhất là phải thức khuya dậy sớm nói không? Cái thứ hai là có chịu hành trì bái sám không? Cái thứ ba quan trọng là gì? Có biết tạo, có muốn tạo phước không? Ở trên cái bước đường thành công là không có dấu chân của người làm biếng. Anh làm biếng là anh không được gì hết. Bây giờ mình nói, mình làm việc trong chúng là mình tạo phước. Bây giờ Pháp Hòa nói một cách đơn giản nhất nè. Thí dụ bây giờ mình đi tới nhà người ta, mình ở, mình chơi một tuần. Mà trong suốt một tuần mình ở, mình ăn đó mà không bao giờ thấy mình rửa cái chén. Mình ở trong phòng suốt cái tới giờ người ta ăn cơm, người ta gõ cửa phòng cái mình ra mình ăn. Ăn xong cái mình đứng dậy, mình xuống ghế salon, mình bấm cái tivi mình coi. Xong rồi mình đi về là thôi mền gối cái gì nó cũng lung tung hết. Cái ta nói lần này thôi ngang lần thôi nghe. Lần sau cái bà đó bà gọi tới thăm và nói mình bận ghê không. Nhưng mà nếu mình tới mình ăn uống, mình dọn dẹp, mình phụ rồi, người ta thương không? Người ta thương, người ta quý. Cứ lấy cái đó mà làm hỏi cái phước là gì? Cái phước là trước hết là mình thấy là người ta thương mình, người ta quý trọng cái hạnh sống của mình. Đó, trong cuộc đời nó đơn giản vậy thôi. Mình đi vô trong hãng mình làm cũng vậy. Mình nói năng, mình biết mình là người mới tới như thế nào, vân vân. Thì người ta thương quý mình là cái phước đó. Chứ phước thì nói nghe ồ, ráng làm công quả để có phước. Nhưng mà thiệt sự đó là một cái nói, chứ còn nếu mà nói cho đúng ra là đời sống hàng ngày của chúng ta, phước là gì? Phước là khi chúng ta được mọi người thương quý. Mà từ đâu nó ra? Từ cái cách sống của mình. Mà người mà có phước rồi thì không có chết được. Tại sao? Tại vì mình biết sống. Không lẽ giờ trong 100 người đó ai cũng ghét mình hết sao? 10 người ghét còn được 90 người thương, đủ ăn. Chứ không có cần phải nói gì hết á. Chứ mình nói chữ phước thì nghe nó có vẻ nó rộng lớn, mà có cái gì có vẻ mình làm không được. Nhưng mà cứ đem một cái đời sống bình thường ra mình nói thôi. Mình ăn rồi mình biết phụ dọn, mình biết lân mẫn. Ví dụ ta tới ta lặt rau, mình đem ra mình phụ. Trời ơi, mình cũng ngồi đó với người ta lặt rau mà ngồi nói không à. Người ta ngồi người ta lặt hết bó này tới bó kia, mình cứ ngồi nói. Thì thôi vì miệng mình nói mà tay mình lặt rau. Thì nó thể hiện được. Đơn giản lắm. Cho nên gọi là tam minh lục thông là vậy. Chữ thông là gì? Chữ thông là thông suốt, không có trở ngại. Cho nên mình nhìn cái việc đó, mình nhìn mình thấy rồi thì mình có hiểu không? Tha tâm. Cho nên thiên nhãn thông thì phải có tha tâm thông. Mà đã là tha tâm thông thì thần túc thông, tức là đi tới với cái người đó dễ dàng, không có trở ngại. Cho nên lục thông là chuyện mình làm được. Nói nghe ồ, người đó chứng được lục thông. Đó, ví dụ như mình tụng kinh Vu Lan đi, Mục Liên mới được lục thông, muốn cho cha mẹ khỏi vòng trầm luân. Ngày Mục Kiền Liên đi đâu? Đi xuống địa ngục. Tại khi mình có thần thông rồi, mình bèn dùng đạo nhãn dưới trên kiếm tầm, thấy vong mẫu sanh làm ngạ quỷ, không uống ăn tiều tụy hình hài. Mục Liên thấy vậy bi ai, biết mẹ đói khát ai hoài tình thâm. Chứng được lục thông, dùng thiên nhãn nhìn, thấy mẹ mình ở cảnh khổ, thì làm gì? Đi xuống địa ngục, thể hiện cái tình biết mẹ mình đói khát, thể hiện chén cơm. Những cái hình ảnh đó ta nói có thiệt không? Giờ tôi không biết. Nhưng mà mình nói cái chuyện tu tập ở ngay trong đời sống này. Mục Kiền Liên là mình đấy.
Mà mỗi ngày mình có nhìn cái cảnh khổ của những người xung quanh mình không? Chẳng hạn như ngay bây giờ đây, ở quê nhà của mình có những người người ta đang thiếu thốn. Mình nhìn trên TV, trên tin tức mình thấy, thì mình thể hiện sự có mặt của mình ở đó. Mình không đặt bước chân về đó, nhưng mà trái tim của mình, tình thương của mình đã có đó. Mà có những người á, người ta chia sẻ nha. Có những người người ta đủ rồi, người ta để cái bảng: nhà đã đủ thức ăn, xin cảm ơn để nhường cho phần khác, bữa khác thiếu sẽ xin tiếp, không có lấy dư. Còn bà Thanh Đề bà thì sao? Tài trái che đậy, hữu hầu bốc ăn. Vì sao? Vì lòng bõn sẻn, tiền căn chưa dứt, sợ chúng ma cướp giật của bà. Sống đã ở cảnh khổ rồi mà chưa thấu được cái khổ, mà còn vơ vét như vậy nữa thì ăn cái gì nổi mà ăn. Cho nên cơm đưa chưa đến miệng đà, hóa thành than lửa, nuốt mà đặng đâu. Cho nên cái chuyện đó là cái chuyện của ngài Mục Kiền Liên với bà Thanh Đề đó. Mình cứ dính vào câu chuyện đó mà mình không đem câu chuyện đó để nó đi vào trong đời sống của mình được. Những cái hình ảnh đó là cái chuyện nói đây trên hiện tại với mình đó. Trong cái thời khi mà cả đất nước dịch bệnh như vậy thì mọi người phải chung tay chia sẻ. Có đâu mình còn vơ vét để mình lên giá. Thí dụ vậy. Cho nên vì vậy cho nên mình có dư đi nữa, cái tiền đó mình xài cũng không bền. Tại cầm cái tiền lên, trời ơi, tiền này hả, nhằm cái lúc mà đang đói khổ tôi kiếm được, tôi gom được, đâu có dễ chịu trong lòng. Bây giờ thí dụ như tiền nào mình làm chân chánh mình xài mình không thoải mái lắm, còn cái nào mình lường gạt của người ta mà có được, cầm cái tiền nó lên khó chịu lắm. Thì tự nhiên nhắc tiền này của ông Năm ông Bảy tôi lường gạt tôi mới có được đó, thì cái đó nó dày xéo trong lòng mình, địa ngục ngay đó. Đầy đủ tam minh lục thông, tám bước giải thoát. Tám bước giải thoát mình học rồi. Theo tiếng Hán gọi là bát giải thoát. Chữ giải thoát là gì? Giải là mở, thoát là vượt. Tại sao mà ngược lại chữ giải thoát là gì? Ngược lại chữ giải thoát là gì? Chữ chấp, dính chặt. Vậy thì bây giờ mình đưa một cái ví dụ của trong tám bước giải thoát. Bây giờ Pháp Hòa đưa một cái ví dụ trước. Đây là cái giải thoát thứ nhất nè. Tự thân đã sẵn có tâm tham ái về chính sắc thân của mình. Vì muốn diệt trừ tâm tham ái ấy, hành giả quán chiếu để thấy rõ tính chất bất tịnh vô thường của thân thể mọi người. Do sự quán chiếu này mà tâm tham ái tự thân không còn nữa. Đó là bước giải thoát đầu tiên của hành giả. Tại sao mà mình cái dính mắc của mình là mình dính cái thân này. Bây giờ mình muốn giải thoát nó thì mình quán chiếu. Mình quán chiếu là mình thấy rằng cái thân này nó cũng bất tịnh, nó cũng ngắn ngủi, nó cũng vô thường, thì mình vượt được cái gì? Vượt được cái dính mắc về cái thân. Pháp Hòa ví dụ như mình tư duy mình quán chiếu á, có nhiều khi trong cuộc sống á, mình có lựa chọn. Mình nói tôi không thích ăn mì gói, tại vì mì gói độc và nóng. Nhưng mà nếu mình rơi vào một cái hoàn cảnh là không còn gì để ăn thì nhất định phải ăn cái gì? Ăn mì gói mà sống. Như vậy thì
cái lúc mà mình ăn được gói mì một cách ngon lành đó, là mình lúc đó mình sẽ giải thoát được cái sự dính mắc là mì gói nó độc, mì gói nó nóng. Ok, lúc bình thường anh sợ nóng anh không ăn, nhưng bây giờ giữa cái đói chết và ăn một gói mì để duy trì sự sống thì anh sẽ ăn. Anh ăn được mì gói đó anh giải thoát. Hiểu ý mà nói không? Thành thử giải thoát là gì? Giải thoát là khi cái tâm tư của mình tư duy một cái việc gì đó mà xưa giờ mình dính mắc, bây giờ mình vượt được nó rồi thì gọi là giải thoát. Ví dụ hồi xưa giờ mình tham tiền, trời ơi mình vơ vét, một đồng mình cũng cất, nghĩa là không có cho lỗi một đồng nào hết. Ví dụ vậy đi. Rồi mình rất là hạnh phúc, mình rất là tự hào là mình là một bàn tay giữ tiền. Trời ơi, coi mình rớt vô một cái hoàn cảnh nào đó mà tiền cả đống mà không có gì để ăn. Hay là ví dụ như giờ mình cất quá trời quá đất, tự nhiên bữa đó ăn trộm nó vô, nó khiêng nguyên cái thùng tiền của mình đi. Bây giờ mình phải quán chiếu cái gì để mình giải thoát cái thùng tiền đó đây? Trời ơi, Phật nói rồi, thấy không? Tài thuộc ngũ gia phi ngã hữu. Tiền của nó thuộc của năm nhà, nó không phải của mình. Năm nhà này là gì? Một là con phá sản, hai là ăn cướp nó vô nó lấy, trộm vô lấy, thứ ba là nước trôi, thứ tư là lửa cháy, thứ năm là bị nhà nước tịch thu. Tài thuộc ngũ gia phi ngã hữu. Đó. Rồi nhiều khi bây giờ ví dụ như mình tạo dựng một cái cơ nghiệp để lại cho đứa con, mình chết có 3 tháng 10 ngày thôi, làm lễ 100 ngày xong nó tiễn hết tài sản của mình đi luôn. Trời ơi, cái dâm hồn không có giải thoát được cái đống tiền đó. Giờ một á, là buông xả để đi tái sinh, hai là đấm đuối cái đống tiền này để rồi lẩn quẩn thành ma, thành cô hồn để giữ nó, muốn cái nào. Cho nên chữ giải thoát là vậy. Thì cái bước đầu tiên giải thoát là quán chiếu về sắc thân. Thật ra ai mà không thương thân? Nhưng mà có đôi lúc chúng ta phải quán chiếu rằng cái thân này nó vốn dĩ nó phải thay đổi, nó phải già nua, nó phải bệnh tật. Bây giờ Pháp Hòa bảo đảm á, trừ mấy em trẻ mình không dám nói ha. Vị nào mà từ 40 trở lên là mỗi ngày sẽ cảm nhận cơ thể mình nó thay đổi, bữa nay nó đau chỗ này, nó nhức chỗ kia, nó khó chịu chỗ nọ, có không? Ồ, mình thấy mình cũng ăn uống đàng hoàng, thuốc bổ mình vẫn hết chai này chai kia, mà sao hồi xưa không sao hết, mà sao bây giờ thuốc này nó bổ mà bổ nghiêng bổ ngửa không, nó trả được cái gì? Không có thay đổi được. Bây giờ mình đưa cái bước giải thoát thứ hai để ví dụ. Tuy tâm tham ái tự thân đã dứt, nhưng tâm tham ái đối với cõi dục vẫn còn nhiều. Cho nên hành giả cần tiếp tục quán chiếu để thấy rõ hơn nữa tính chất vô thường, bất tịnh của vật chất ở cõi dục, từ đó diệt trừ được tham ái đối với cõi dục. Đó là bước giải thoát thứ hai. Bước đầu mình quán, mình vượt được cái thoát của thân rồi, tham ái thân rồi, nhưng mà giờ bù lại xung quanh. Trời ơi, nhà cửa, sự nghiệp gì đó. Cũng giống như có thầy tỳ kheo đó, ổng được người ta cúng một sấp vải để mai y, mới tân là giải đẹp lắm. Ổng đưa cái sấp vải đó chuẩn bị đi mai y thì mai y chưa kịp là ổng chết. Thì ổng tiếc cái sấp vải đó đó, mà cuối cùng phải trở làm một con rẹp nằm ở trong cái sấp vải đó. Thì ở trong cái bước giải thoát thứ hai, có nhiều khi mình vượt được cái thân nhưng mình chưa vượt được cảnh. Mình chưa vượt được cảnh là thí dụ như nhà cửa cao sang, sự nghiệp, danh vọng gì của mình đó. Cái này gọi là cõi. Hồi nãy là tự thân, vượt được tự thân rồi giờ tới cõi. Cũng có nhiều khi có nhiều người, người ta tiếc, người ta thương vợ người ta, người ta thương chồng người ta, chết người ta không có giải thoát được, tại vì người ta sợ có người khác tới. Cho nên lẫn quẩn để mà gọi là gì, để ngăn cản. Có những người họ thương một người nào đó, rồi
họ chết đi họ cũng không giải thoát được, tại vì họ muốn cái người đó phải là của họ. Đó là bước giải thoát thứ hai. Thì tổng cộng có 8 bước giải thoát như vậy. Ở trong một cái bài học, mình đã học cái bài này rồi. Và ở đây là Pháp Hòa chỉ nói, nhắc lại để đại chúng dễ nhớ. Chữ giải thoát không phải là đợi khi mình chết mình về một cảnh giới nào đó gọi là giải thoát, mà khi tâm mình nó vượt được những cái dính mắc, những cái gút mắc, thì cái đó gọi là giải thoát. Tại vì giải thoát là nó ngược lại với cái chữ giải thoát là gì? Là dính mắc, là chấp chặt. Mình có khi mình dính thân thể của mình, bản thân mình, rồi có khi mình dính vào cái gì? Cái hoàn cảnh đời sống của mình. Thí dụ như những người người ta làm vua, hay là người ta làm có con của những vị vua chúa, người ta sống trong nhung lụa nó quen rồi. Bây giờ mà người ta ở trong một hoàn cảnh gọi là nghèo túng thì ta chịu không nổi. Đừng nói ai, mình nè, mình thôi, nói với những mình thôi. Mình sống ở đây và mình đi cái nhà vệ sinh của mình nó sạch sẽ rồi, bữa nào mình chạy qua Ấn Độ cái trời ơi chịu không nổi. Hay mình đi tới những cái quốc gia nào mà cái nhà vệ sinh người ta nó không có được sạch sẽ giống như mình đây thôi, là mình đã gớm ghê, mình không chịu được, là mình biết là đó. Mình nói cái chuyện toilet thôi mình chưa giải thoát được nữa mà, phải không? Rồi thí dụ như mình á, mình tắm ha, là mình phải vô mình nước là phải cho ngon lành nha, chỗ tắm phải sạch sẽ và rộng rãi nha. Bữa nào mình lọt vô một cái chỗ nào đó mà cái chỗ tắm nó nhỏ bé mà nó hơi không có được như ý mình, cái là mình tắm lạ lẹ, mình chân tay của mình nó không thoải mái, mình biết rồi đó. Nó đừng có nói chi mấy cái chuyện lớn lao như là địa vị hay là tiền của mình, nổi cái chuyện lặt vặt trong đời sống của mình thôi. Ở nhà mình á, mình rất tin tưởng vào cái rửa chén của mình. Tại mình biết là mình tự thân mình rửa chén ở nhà mình, và mình rửa rất là sạch. Mình đi tới nhà người khác mình ăn, mình không có bảo đảm, tại mình nghĩ người ta rửa không có sạch. Cho nên á, mình rút cái chén nhà người ta ra, cái mình đi vô cái sinh mình rửa lại một cái. Mình rửa lại một cái, mà trước mặt người chủ luôn. Để chứng minh rằng á, tôi không tin tưởng cái rửa chén của nhà chị, tôi phải rửa chén lại tôi mới yên tâm tôi ăn. Nhưng mà rồi sao biết không, vi trùng nó cũng y chang vậy à. Nhiều khi vi trùng nó còn khoái nữa. Đâu phải mình rửa một cái chén, nhưng mà mình làm chi vậy? Cái chuyện đó giải thoát đâu không biết, là mình chọc chúng ghét rồi đó. Đi tới nhà người ta ăn, cầm đôi đũa, đôi đũa riêng, nói sao vậy, đũa nhà chị không sạch. Đó là nhiều khi mình tới nhà người ta ăn, người ta dọn đôi đũa vậy đó. Cái đũa, cái đầu gấp á, cái đầu gấp mà nó ăn, mình ăn cái đầu cầm. Tại sao biết không? Tại vì có nhiều người ăn rồi chỉ cái đầu cầm này nó mới sạch thôi. Vậy bây giờ ví dụ mình ăn được gì, sống được năm không? Nếu mà sống được một năm thì cũng nên, chứ còn bệnh tật nó vẫn là như vậy. Nhưng mà mình thấy rõ ràng rằng mình không giải thoát. Cho nên thí dụ như mình muốn thoải mái sống thôi, khỏi đi đâu chơi hết á. Còn mình chấp nhận đi chơi, mình chấp nhận đi chơi, thí dụ như rủ nhau đi camping, đi cắm trại vô rừng á, mà đêm nào là mền điện gối đem được thôi thì thôi, ở nhà ngủ chi cho nó khỏe, đi vô trong rừng chi rồi để khiêng nể như cái vậy. Mình chấp nhận đi chơi là mình phải chấp nhận cái đời sống nó đơn giản. Ở đây có một hai cô chú rất là vui nha. Bà lên bà rên với Pháp Hòa, bà nói thầy biết không, trời ơi con đi chơi con tốn kém dữ lắm. Hỏi sao vậy? Ông xã không cho mang bất cứ cái gì hết. Mỗi lần mà ông thấy mà con mà phát đồ là ông cancel chuyến đi, ông không đi. Ông nói bà đem đi rồi bà ký gửi, bà bắt tôi đứng chờ đợi hành lý. Rồi hỏi cô làm gì? Trời ơi toàn là mua đồ mặc không. Mà đâu có dám mua đồ xịn, tại vì xài xong rồi. Cho nên đi rất là tốn kém. Mà rốt cuộc á,
Đi thì đi xứ xa, đi rất là sang nhưng mặc đồ rất là sọp. Tại vì không dám đem đồ sang theo, đem theo thì phải nhiều cả vali, ông không cho. Nó riết thì cổ làm biếng cô không đi nữa. Nó thôi cô đi chùa đi cho khỏe. Chị Pháp Hòa hay nói, mình ví dụ mình chấp nhận đi Ấn Độ phải không? Là mình phải chấp nhận rằng á, cái chuyện đầu tiên nhất là mọi người phải đều phải bị bệnh tiểu đường hết. Ấn Độ không có nhà vệ sinh. Ăn uống thật là đơn giản. Cho nên lúc nào Pháp còn nói đi hành hương không phải là một chuyến đi du lịch. Nó là một chuyến hành hương tâm linh, thì mình phải chấp nhận mọi cái khó khăn, mọi cái gọi là bất tiện. Trời ơi, nhiều khi chỉ có 300 cây số mà đi 12 tiếng đồng hồ. Đó là những cái việc nó sẽ xảy ra. Và trong cuộc sống này á, có những cái chúng ta gọi là giải thoát. Nhưng mà hồi nào giờ mình nói giải thoát là mình nghĩ là mình phải tu làm sao để một ngày nào đó mình lên một cái chỗ nào đó mình giải thoát, mà thật sự giải thoát ngay trong cái đời sống của chúng ta. Ở đây có ai uống trà? Thì cuộc sống này nó giống như cái hương vị trà vậy đó. Nó chỉ đắng một chút thôi, nhưng mà sau cái đắng chát đó nó sẽ là một cái vị ngọt. Cuộc đời này nó giống như mình uống trà vậy đó. Đức Phật dạy trong kinh đó là có những lúc mà mình phải trước khổ sau vui. Mình đừng có mong rằng trước vui sau cũng vui, cái đó mình quá phước rồi. Nhưng mà cứ lấy cái thấp nhất để mình sống là trước khổ sau vui. Còn mình mà trước khổ sau khổ là không được. Thường thường á, mình làm gì mình cứ lấy cái tệ nhất đi. Rồi nếu như trường hợp á, mà mình được cái kia thì mình không có quá thất vọng hoặc là tự cao. Pháp Hòa đưa một cái ví dụ. Thường thường đi trong một cái lễ lớn nào á, có nhiều chư tăng á, thì mình Pháp Hòa luôn luôn không biết là mình sẽ được đứng ở đâu. Cho nên cái tốt nhất là mình cứ rút xuống dưới chót mình đứng. Mình là người nhỏ bé nhất. Có thể một lát mình là người đi cuối đó. Cái mình trương lên xong cái ta kéo mình xuống, ta nói không phải chỗ này qua, cái này quê lắm á. Thà là mình rớt cái dưới người ta kéo mình lên. Chứ còn mình mà mình cứ trường trường lên, ta lát mình ta kéo mình xuống, ta nói you are not here. Pháp Hòa đưa một cái ví dụ như vậy. Cái cách sống Pháp Hòa là vậy. Mình làm cái gì mình cũng luôn luôn mình nghĩ mình là thấp nhất. Mình là cái tệ nhất. Để thí dụ như mình thiệt tệ đúng y vậy, cái không buồn, ô tôi chuẩn bị rồi. Tôi chuẩn bị rồi. Còn mình tự hào, mình la làng lên lát cái mình dính vào cái mình nói đó. Mở miệng là mắt quai. Đa ngôn là đa quá. Mình mở miệng là mình mắc oai, cho nên đừng có nói những cái nó quá lớn. Có nhiều khi đi giảng Phật tử hỏi chùa thầy lớn không thầy, nói dạ không đủ đủ sinh hoạt à. Chứ họ biết nhiều lớn, ở chùa tôi lớn lắm, vậy kêu lớn hả? Thì đối với người ta lớn mà thiệt sự không có gì lớn hết, đủ sinh hoạt, tức là mình đây 500 người thì đầy đủ sinh hoạt đúng không? Chứ có gì đâu lớn. Tây Thiên có lớn không? Dạ không, đủ sinh hoạt. Thử giờ 1.500 người tới là không ngủ được rồi. Chứ cái gì cũng đủ thôi. Dạ đủ sinh hoạt. Giải thoát.